Sau sự cố dòi bò lúc nhúc trong khúc cá kho, Clever Foods tạm đóng cửa toàn bộ hệ thống. Mới đây, mạng xã hội xôn xao đặt clip do anh Tê chia sẻ. Theo đó, anh Tê mua một phần cá kho trị giá 224.000 tại một cửa hàng thực phẩm sạch trên đường Nguyễn Như Con Tum, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Khi mang về nhà ăn thì phát hiện dòi bò lúc nhúc trong khúc cá. Quá kinh hãi, anh Tê đã quay lại đoạn clip ghi lại sự việc, đồng thời phản ánh ngay với nhân viên cửa hàng. Chia sẻ trên báo chí, anh Tê bức xúc do con ăn tối nhà ngoại, một mình tôi ăn, được một vài miếng, tự nhiên thấy mấy đầu que nhô lên khỏi mình cá, khúc đuôi. Tôi nhìn kỹ, thấy bất thường và tách miếng cá ra, thì thật kinh khủng, dòi lúc nhúc. Tôi phải lao vào nhà vệ sinh móc họng, sốc thực sự nhưng tôi quyết định quay tiếp lại để phản ánh với cơ sở mong có lời giải thích. Tuy nhiên, một nhân viên nhắn tin sẽ hỏi lại nhà cung cấp. Tuy nhiên, anh Tê cho rằng anh không mua cá ở nhà cung cấp mà mua ở chính cửa hàng. Sau đó, một nhân viên có gọi điện thoại cho anh Tê, song vẫn không có lời giải thích xác đáng về quy trình dẫn đến việc dòi bò lúc nhúc trong cá. Anh Tê cho biết, gia đình anh hay mua đồ của hệ thống cửa hàng Clever Food trên phố Nguyễn Như Con Tum, Thanh Xuân, Hà Nội. Do bận rộn công việc nên khoảng 6-7 giờ tối, ngày 2 tháng 4, gia đình anh Tê đã đặt đồ qua điện thoại. Đơn hàng của anh gồm 8 món, dưa hấu Sài Gòn không hạt, cua tinh chất bà bích, rau ăn lá HTC Đông Xuân, ớt cay Đông Xuân, cà chua rasa, giò xào mương lo, xương lợn thăng, cá kho Cầu Đất. Tổng hóa đơn anh Tuyền phải trả là 690.000 đồng, bao gồm cả ship. Tuy nhiên sau khi phản ánh, anh Tê nhận được câu trả lời là do phía nhà cung cấp, cửa hàng sẽ hoàn tiền. Anh không hài lòng với cách giải quyết này, mong muốn được gặp giám đốc và nhận được lời cam kết không kinh doanh thiếu trách nhiệm nữa. Đến chiều ngày 3 tháng 4, nhân viên cửa hàng xác nhận có nhận được phản ánh của khách hàng về việc cá kho có dòi. Tuy nhiên người này cho biết, cửa hàng trưởng hiện đi họp nên chưa thể trả lời vụ việc. Anh Tuyền nêu câu hỏi, tôi không mua đồ ăn từ nhà cung cấp của cửa hàng Clever Food mà từ chính họ cơ mà, tại sao họ lại giải thích như thế? Anh Tuyền băn khoăn, nhân viên này có thừa nhận cá để 3 hôm trong khi lúc đặt các bạn bảo cá trong ngày. Như thế là sao? Câu hỏi được đặt ra là nguồn gốc cá tại đây có đúng như cam kết mà cửa hàng đưa ra, thời gian có đảm bảo chỉ trong ngày như cửa hàng đã cam kết. Đến tối cùng ngày, trên trang Fanpage Clever Food, chuỗi thực phẩm sạch tại Hà Nội vừa phát thông báo tạm dừng bán hàng toàn hệ thống từ ngày 4 tháng 4 đến hết ngày 6 tháng 4 sau sự cố lỗi sản phẩm cá kho tại cửa hàng trên phố Nguyễn Như Con Tum, quận Thanh Xuân. Thời gian này, Clever Food sẽ kiểm tra, rà soát lại chất lượng toàn bộ sản phẩm, hàng hóa và các quy trình liên quan nhằm đảm bảo không có trường hợp tương tự xảy ra và vì lợi ích của người tiêu dùng, đồng thời đào tạo lại nhân sự để không có những sản phẩm kém chất lượng đến tay khách hàng. Clever Food cam kết luôn làm tất cả những gì có thể, thông báo nêu. Vị này cũng gửi lời xin lỗi đến anh NVT, người phản ánh khúc cá có dòi và toàn bộ khách hàng. Tôi đã buông lỏng các khâu bảo quản và đào tạo nhân sự dẫn đến các lỗi về sản phẩm gần đây, đặc biệt là vụ việc cá kho bị lỗi mà anh NVT mua phải. Vì chỉ nghĩ cho việc của mình, nên khi gặp anh T để xin lỗi, tôi đã không quan tâm hỏi han về sức khỏe và tinh thần của anh, đại diện Clever Food viết. Clever Food cho biết sẽ đón nhận phản hồi của khách hàng về sản phẩm không đạt chất lượng trong thời gian qua, từ đó sẽ khắc phục, bảo hành 100% giá trị sản phẩm. Chúng tôi cam kết sẽ luôn đặt sức khỏe của người tiêu dùng lên trên lợi ích kinh doanh. Một lần nữa tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến anh Tê và khách hàng đã tin tưởng ủng hộ Clever Food trong thời gian qua, vì đại diện cho hay. Trước đó, sau khi nhận được phản ánh về sự việc, ông Kiều Đình Cảnh, đội trưởng đội QLTT số 12 cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin đã cử cán bộ trực tiếp tới cửa hàng để kiểm tra làm rõ những thông tin đăng tải trên mạng xã hội.